Ô mày, lực đi lắng full luôn. Để chỗ là đạn đó, đạn tao khuyên khai cho mày. Tức là mẹ cái chỗ mà xì ô luôn. Xì mùi tiết, ủ cọp xà rì. Chỗ mày mẹ cái giá của bác giá chừng ông tiết mày. Vậy ô là Hi everyone, bạn xin chào tất cả các anh chị. Ngày nay cứ dừng một review nâu gameplay bỏ nhóm muối để nhóm lên nhóm khăn Legend 3 bạn chất đo lãng chất đo là mẹ thích ấy. Chẳng ở đây xa thì nhóm sẽ lãnh cả lãnh nhân phê. Chẳng có nhóm vô một bài hát nhạc tỏ khăn nha. Chẳng nhóm ở bàn record toàn tế bạn. Tại tôi chỉ dừng ná có vì mình chỉ phá nhà ấy đây nhạc tỏ khăn nha. Tại ai mở bán chẳng nhóm đang phá hát vì lây lá ấy lê lì ra bỏ khăn nhóm bạn. Chẳng hero pi để nhóm tay ta lên cứ miên dù trong mũi lê lì ra mũi để nhóm vô tập pi hero nâng cứ nhóm ai quay lao tại đó là mê thích bàn bạn. Vì sao cứ lê lì ra nâng mong cứ nhóm lên trâu đầy mình tên bởi xanh chị enemy lên là ó bạn lên là ó cứ chỉ rút ao tập quát lên tốc thêm bán hay quát chui mọi thứ gì enemy vì cái đó cứ bị chán nhóm chân này tại bởi xanh chị thêm nhóm on chỗ pin này ấy cứ tâu mình tên này bạn. Cứ nhóm mà này anh có tốc lên chỗ này chẳng nhóm lên bị chán cứ nhóm mặt khoa là tháng vì khó phải thời nhóm chỗ vay all tại mặt đòn hay hero này cứ viên biến ai dễ tha nhóm đã flick mũi hay ai thêm mũi vì là người dụ đo từ bây giờ nào bạn đây ai dụ phì vì bây từng ai dụ dân khuôn anh gặp bông tầm biến chiếm đi mũi hay ai thêm mũi tiết vì chú ấy dân biến ai dụ mũi tiết hay mình flick mũi tiết dưới rùm dịp bố nhóm nhóm chát tốc thà vì chị ấy chú chỉ vật bỏ lê ra để xa ấy vì chú ấy nhóm nâng ai kích hot vì enemy bạn bạn chẳng bạn như nhóm giấy tham mình đi vật bầy. Thế đó này ai chỉ ở chứ hay bệnh lạc này đó này kết tài nhóm nâng giấy u hát uốn chứ rồi chẳng nhóm lên bởi thà hero nâng cạc khi nhóm giấy chom chom thà hero nâng cạc mong lên nhận cao ớt mà thế bởi hero nâng lên là ó nhóm lên dạ bê chù bởi lên tới cứ khơi thà vì là ó mến nhóm giấy thà hero nâng là ó chẳng đối nhóm giấy chẳng bệnh lạc nhóm giấy thật cạc này đó này bởi con chê nhóm mình đã khai chê nhóm giả sky của viên này là rốt sân phê nhóm dễ thay hero nâng lõ mình đã khai có thay nhóm nâng uốn chứ rồi chẳng bạn nhóm thay ở mà nữ cứ viện đôi khi nha tê đọp nè khó khăn tự đọp chất nữ tự đọp cứ khó khăn tự đọp thay sở rộp cái đây mà nè đại quát cho chất nhóm cứ miên chả ấn bạn chứng để kê mình cho chất chẳng dương cùng khoa mua chùm luôn tôi để kê mình cho chất à nâng nè khai cứ lẹ cả nà thạc bay ngáng hay chênh mức bay cho anh không thể chính dân bạch phó để dân phơ tạo vậy để trầm trao tới cứ vì là ôi bạn. Ok chân nhẹ thấy YouTube đã tới giết có vua từ kết bán năng thân bạch được phó thì môi phụ mà nâng môi dùm luôn tôi thì đã tay tay mình bên chất nâng từng vỡ bỏ kế cái thơ ấy cả tay tay không chân bạch được phó thì thấy dân kết hạ anh đất cái này đều phong thực tế mà phong đi khó đã và đánh không mày. Chẳng biết là khá quát ở mình chẳng bay khẩm vấn này quát like video nhóm cứ chọc bạc thầy hơi mà cứ quát đắng thả khâu được tới cứ quát ai chết kết đỉnh chẳng có quát mình chẳng bay khẩm vấn của bạn này về khá cứ về khá kê mình khẩm vấn mình và quát thả kê ọt đắng ấy thì ok thấy mùi tiết ca anh chạy bao dương còn mình ai trâu mà rồi phía rồi đại thấy ca đại dương thấy YouTube còn mình và quát thả dương tôi ta lõ ớt chọc tôi ta bà cây anh chạy xin lên về luôn lên và cái cứ bạch kết đôi nhà nó chẳng phê gì miền này cá có ban cục lẹ cả nạn mà rồi phía rồi bạn vì tay để qua môi cho mày pruột kia thơ si tao ngóp à tao vô thì khô khơ bên tên ơi xong giật ca dương quá nhỉ ca dương à ok chẳng mình chụp anh hai thì ai thông bà phân ý chăm tới chết đăng prần chờ mơ cả lại những nhóm trăm ban đôi chi cả lại vay lọt nhóm vay all và nhóm show bị cáo nhóm từ lẽ skip thu ngọc từ từng on hero nó gì từ mấy clang mình tên và nè tao nghĩ chứ nè tao nghĩ sẽ show mà cả lại như vì từ lẽ skill thu thằng ngọc xong bây từ thang còn ngọc đấy bạn thang ngọc đôi khi xong bây từ friend cô còn nấu tung vật chuột đấy nè bạn tung vật chuột thì gần đi bạn ở đâu từ màu với những all skill cái chứ ngọc ở đâu nhỉ ngọc ở đâu thì miên pin nè lại mình của bạn tốt mà bạn tốt mình tên
Ok, có vấn đề, nhưng mơ tới cả là nơi tới ở toàn trang nhỉ. Nơi ở toàn trang nhỉ, nhưng ai vậy bỏ bán miên âm âm phí để khe đi thêm lo mình tên. Nhóm ở miên ở... ở miên ở... mình âm âm miên mẹ phí khe đi thêm lo ấy. Vậy như vậy lòng. Ủa chập ở trong chập nhau mà. Trong chập nhau. Thang phí ạ, thang phí ạ. Vậy thang phí ra rốt. Là rốt muối sao muối. Đăng phăng ở miên âm âm ạ nè. Ừ, xóa chim mà ta nọ ngó vào nè. Ý hê nhỉ. Hê nhỉ mấy nhỉ, hê nhỉ. Xì pram khí lên nó ngọt bì. Mơ luôn ai lấy mà đăng thật sợ bài mơ bần nè. Nhóm thả bốc cho mê thích đây. Còn ta đã xa phát thêm cô bây giờ. Nhưng lên lẹ cả nạ thêm dùm rõ chăng. Mình sao chỉ lo bà mà nè. Bà sân chỉ miên thêm mua cho bà lo bạn. Miên cho bà lo. Anh đang cứ dừng xa ca cái này, tại mình đang thử vô ấy, lấy vậy rồi, vô rèn đi xin chạm đô hê rô, chẳng vì ai sẵn không nhưng chẳng dừng lên lại cái này chẳng rồi, nên cứ phát thêm lo, còn lo thôi. Chẳng dừng lên phía trang, cứ nhầm vô hê rô mũi để khe đi thêm sót tại mặt đó. Cứ nhầm cũng rõ, tại hê rô bắt ban mà hê rô, phía trang nhầm vô hê rô để khe đi thêm được có ở thang rồi thôi, kể buồn nè, ọt khoal, ọt khoal mẹc nè, ọt khoal kìa. Si ban với tiết thì chạp chế âm không? Rốt đầy thực thế nhá ơi, si phi tiết ô lê lì giang em đi kiến ô không? Ở trong miền miền này chui ca phía bạn này chui gang nó phải mốc ọt ọt khai chứ. Chẳng đôi nhóm giấy chẳng này đọc này cứ nhóm lên bàn chả ơn hero mình tên chỉ phụ nhóm bạn hay nâng ở YouTube đã tay tiết cứ nông chất cốt có trong bàn hero muối đại kháng hay cốt ai lên là hốt đó là mẹ thích chỉ đúng cứ cũng ai cốt khó chật có bản tay nó khá nông mobile legend cứ kê mình thơ hình chân này kê bà hero nâng kháng kê nâng tử lệ đầm mẹ bà hero nâng on face kê nâng bật thaym đầm mẹ chứ cứ kê nâng cài cho cài là để thơ nhẹ lên cứ khó chất mình tên nhẹ để bong rầm phân ở hero mùi để kháng vay bàn là hốt cứ ạc miên thì ok, à lời rốt rồi nè, cái lái nhẹ vay lót nhầm trăm bàn lái nâng vay lót nhầm xí bay xí phi nè, kêu như xí bay chứ phó khi là chi hero nâng ai xí giả vệ bàn có vật tay vì mình nghĩ ở bàn là hốt thì như dũ bàn mà đong này à skill bó viết tu kháng mình tên và sân nhưng từ lẽ skill tí phí bàn ở bay crop mà tu trong bay mình lại đi đôi chỉ vay lót màn vì trong thứ gì nhưng lại nhưng ta lại nâng đôi chỉ ao thang ngô mà nhưng rút cháu thang lại nâng đôi chỉ nhóm ở mana bạn đi mana so mà tận nọ nâng hero nâng pưng từ lâu mana hay nâng skill tp bỏ việc từ kana skill tp vì vì đào dư tới việc ai vào tiết chân dương từ từ rong chạm việc mới tiết cầm ao mana so bỏ dương cụ từ te sân ô cái lại những đôi chỉ link bạn link những đôi chỉ AFK thì mình chú AFK là một plate này chẳng nhầm gì to vì chỉ nói môn thích cứ nó phải để dương trong ban hero muối hay âm môn thân vì ở đầm rầu ở tam chất dương chẳng thơ ở nè thơ YouTube một chút luôn thơ ở từ lâu mua bài lên trên cứ gọn mỉa rắm thà khó chất hay on chất lên trong lên to từ tiệt bạn admin nè hero nè ở biết ta treo đáy quạt là hô thì cứ lên nhận cao hơn mà admin mà còn bản tay nhâm chạp ở rom lơ hero quý bạn cứ mui từ mui cứ lê lì ra đi anh để cứ để xa để hero nâng kệ ở sơ lên chứ cứ kê mở ở khơi bây giờ nói khăng bao viền để việc kia đi thêm bàn lo mình đến để xa với si để mấy khăng thì ai ở bốc thì ai chui vai thêm chia lẹ cả nè đông bạn enemy để cho đông kia bờ sân chỉ phải treo skill bao viền mui cứ ho chim mình tơ bạn cũng bây giờ tháng cứ trong ngót đấy nhầm dây men mà lại đi nhầm mới tập phân năng này tập bay nè vay buôn nè bàn thôi nhỉ bay nè vay buôn bàn ót khai chứ dù chung còn mình chỉ tay cụ ấy dù chung khi nhầm dù chung của nhầm ai count bàn này nhầm drop lên đuôi nhầm ai vô lên thì ra count dù chung bàn tay lực lên lên lực màu thì lại nước đôi chị đánh xì nhạt bàn này có buôn bây giờ rốt chôn phải đầm bay ở vô chim sổ tay cái đăng ở hay lại nhỉ lực lên để enemy fit môn bạn cọp item môn là nâng bàn lê lì nha tốc lên chuộp vì à lục hát đấy bà sân thì phải cọp item với dương của bà tục tại bà sân thì item và hạ khả nế mình chụp qua nhà hai ấy thì
ែបើសិនជាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនលេញយ៉ាដឹងទៅទឹកភ្នែកលេញអត់ឈ្នះគេទេโอเคអញ្ចឹងមានលេលីយ៉ានេះមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគេអត់បានកែ skill ចូល damage របស់វាចូលឡើងទេគឺរក្សាថេរហូតតែម្ដងបាទវាគឺគេមិនសូវជាល្វីល្វល់ដោយសារអត់សូវមានអ្នក feedback ទៅកាន់ moon thun អញ្ចឹង hero ដែលខ្លាំងខ្លាំងដូចជាយូចុងឯឥឡូវគឺគេតម្លាក់នីតិ CD cooldown នៃ skill ទាំង3របស់វាឲ្យយូអញ្ចឹងកម្រនឹងបាន skill ប្រើអញ្ចឹងយូចុងក៏អត់មាន skill ប្រើដឹងទៅវាយគេអត់កើតទេហើយអត់ឡើងឈាមទៀតនឹងយូចុងអាចជានើបវាថាវាអន់ជាងពីមុនបន្តិចបាទអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំសាកតម្លាក់ skill កន្លែងនេះដូចជាតម្លាក់ skill អត់អីអត់មានណាធ្វើស៊ីខ្ញុំបានទេតែហ៊ានចូលមក slow ឃើញមិញមកសំណំដែរបាទត្រូវតែ2 3 skill ខ្ញុំអាទៅជោគផ្ដុំគ្នាជាង hero នេះល្អមែនទែនសម្រាប់ការលេង map ខ្ញុំយកលេលីយ៉ាមួយគឺខ្ញុំអាចវាយ forsa ឲ្យងាប់បានហើយខ្ញុំអាចវាយយូចុងឲ្យងាប់បានខ្ញុំអាចវាយបាលីងាប់បានខ្ញុំមិននិយាយអួតទេគឺអានេះគឺជាបទប្រសាទដែលខ្ញុំលេងបាទអូខេឡៃឈ្នះស៊ីផុយដូចជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺឡើងហ្វូលហ្មងបាទឡើងហ្វូលចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងដោយសារការលេងរបស់យើងបានល្អកន្លែងហ្នឹងគឺកម្រអ្នកនរគ្នាកម្រនឹងបានហ្វូលតែខ្ញុំបានហ្វូលចាំមើលជាងមានអ្នកមួយចំនួនធំក៏គាត់នៅតែបានហ្វូលដូចខ្ញុំដែរបាទអូខេរ៉េង Legend 3បាទចាំមើលចាំមើលចាំមើលអាកន្លែងនេះគឺឡើងហ្វូលហ្មងបន្ទុកយើងនេះឃើញឡើងកប់ damage goal team fight រយៈពេល kill ហើយនឹងលេខបាទគឺហ្វូលហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងលេងលេលីយ៉ានេះបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការអួតទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពី hero ហ្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចេះលេងឲ្យច្បាស់គឺវាសាហាវហើយលេង team fight គឺល្អមែនទែនបាទគេ carry team បានល្អបាទជាងអ្នកដែលគាត់ទិញហើយគឺមិនបាច់តន់ខកចិត្តទេរៀនលេងវាទៀតបាទរៀនលេងវាទៅ